Những ngày qua, nhiều cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều tổ chức các hoạt động chào mừng sự thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Một trong số đó phải kể đến chương trình Sắc Cam, Thắp Nắng và Hành Động của phụ nữ phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, nhằm lên tiếng bảo vệ phụ nữ và kêu gọi toàn xã hội cùng chung tay xây dựng một xã hội bình đẳng và phát triển. Ngay từ sáng sớm Chủ nhật, tất cả các chị em thuộc Hội Phụ Nữ Phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đều háo hức tham gia chương trình Sắc Cam, Thắp Nắng và Hành Động. Với nhiều hoạt động được tổ chức đa dạng nhằm thu hút sự quan tâm của xã hội về bình đẳng giới cũng như phòng chống bạo lực gia đình. Khoác lên mình tà áo dài màu cam, sự có mặt của các chị, các em như khiến ngày Chủ nhật bình thường trở nên thật đặc biệt. Trong chương trình Sắc Cam đi diễu hành buổi hôm nay á, thì chị rất là vui, cảm thấy là mình đã góp một phần nhỏ bé rồi để mà chia sẻ những cái thông điệp của cuộc sống. Không chỉ tuyên truyền đến từng chị em hội viên, Hội Phụ Nữ Phường còn tìm hiểu, nắm bắt hoàn cảnh khó khăn của những chị em phụ nữ sinh sống trên địa bàn. Từ đó tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Phường có nhiều biện pháp giúp đỡ phù hợp. Trong không khí phấn khởi của Sắc Cam ấm áp, hàng chục phần quà là nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập đã được trao tận tay cho các em nhỏ và phụ nữ khó khăn. Dịch đồ em cũng chưa có công ăn việc làm, nhưng mà dịch là cũng có hội phụ nữ giúp đỡ trong lúc khó khăn. Là em cảm ơn hội phụ nữ rất nhiều. Song hành với chương trình Sắc Cam, Thắp Nắng và Hành Động, Hội Phụ Nữ Phường cũng cho ra mắt câu lạc bộ Nắng Mai nhằm tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của chị em phụ nữ trên địa bàn về tác hại của tệ nạn mại dâm HIV/AIDS, từ đó có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Chúng tôi ra mắt cái mô hình câu lạc bộ Nắng Mai để dự phòng các trường hợp mà phụ nữ có nguy cơ tệ nạn mại dâm cũng như hoạt động HIV/AIDS trên địa bàn phường. Thì hai nội dung này lồng ghép với nhau thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ có nhiều cái kế hoạch cũng như cái hoạt động cụ thể để góp phần xây dựng cái phường Hòa Thọ Đông thật sự là an lành. Bằng những việc làm hay, những hành động ý nghĩa, chương trình Sắc Cam, Thắp Nắng và Hành Động đã mang đến một làn gió mới, đưa thông điệp bình đẳng giới lan tỏa mạnh mẽ đến mọi người dân trong xã hội.